Hello, xin mến chào tất cả bác nhé. Bên em đang set up cho bác khách con mixer L10. À, anh em nghe thấy ok không? Cho một anh ở Lê Quang Thanh, anh ở An Giang anh em nhé. Con này với giá 6 triệu 5. À, anh em nghe ngon không? Đấy, kỹ thuật bên em đang set up. Quân để gì vợ xem nào. À, nghe ok không anh em? Ở đây vợ đây nhá. Chỉ em đang kết nối nó với con mixer 904XS này thôi. Đó, con cục đẩy. Chỉ mixer đi vào cục đẩy luôn, không qua thiết bị nào khác. Đó, làm cho tí delay lên đi em. Đó. Với con này nó rất là dễ dùng. Đó. Thì với con này nhá, anh em nó có các chức năng như là Bluetooth này. Thì anh em nhìn nhá, đấy, chức năng Bluetooth này thì anh em ấn nút sang này. Đó, những nút này này, đó, Bluetooth đây. Đó, thì anh em có thể ấn vào chọn Bluetooth anh em nhá. Để sử dụng Bluetooth. Đấy, khi sử dụng Bluetooth thì đây nó có cái nút này. MB3 và 910 thì anh em, nếu mà anh em sử dụng jack AV này thì anh em nhả ra nhá. Còn MB3 sử dụng USB hoặc Bluetooth là anh em ấn vào nhá. Đấy, rất đơn giản thôi đúng không ạ? Và cái trên phần effect này thì Quân alo đi cho anh em cùng nghe tiếng của nó. Con này tiếng rất là hay. Con này nó hay ở cái là nó có hai đường effect anh em nhé. Hai đường effect riêng biệt. Đây là anh em đang chọn cái thứ nhất là cái reverb này. Quân alo đi. Và rất là mạnh luôn. Đấy thì anh em có thể thấy nhá. Đây là 3. Cái này là 3. Là anh em có thể nhìn thấy là hát. Đấy. Hát này là reverb hát anh em nhé. 46 là plate. Đó, nó rất là hay, anh em có thể tùy chọn các chức năng ở đây. Ở đây có 99 chế độ anh em nhá. Và một kênh này thì ở effect 2 thì chúng ta có cũng 99 chế độ này luôn, anh em có thể đặt. Và ở đây em đang sử dụng 32. Anh em nhìn lên trên này, nó 31 đến 39 là mono delay anh em nhá. Đấy, 40 đến 48 là stereo delay. Đó. 49 đến 57 là stereo echo. 58 đến 66 là mono echo. Đấy, anh em có thể tùy chọn đặt nhá. Anh em di chuyển nút này nhá để được cái chế độ tốt nhất nhá. Đấy, anh em có thể di chuyển rất là tiện đúng không ạ? Và tiếp theo anh em muốn tinh chỉnh các thông số ở đây thì anh em thể xoay cái nút program fruit này anh em nhá. Đó, đây, em có thể các thông số, ví dụ thông số của echo. Quân có thể thẻ alo đi. Đó. Đó, cho nó giảm xuống để nó nhanh hơn anh em nhá. Đó, tăng lên này, thì nó chậm này. Đó, anh em thấy nó chậm chưa? Ok chưa? Đấy, đây là giảm xuống để cho nhanh này. Đó, anh em nghe hay chưa? Đó, đó, này để cho nó nhanh này. Đó, chậm này. Đấy, chậm chưa? Đó, bình thường em để tầm khoảng độ là 28 anh em nhé. Đó, và đây là cái repeat của nó này. Đó, tăng lên để nó nhiều, repeat. Đó, em bình thường em sẽ để tầm 42 là đẹp. Đấy, cứ ấn nút này thôi anh em nhé. Xong xoay, xong ấn vào là được. Đó, ok chưa? Anh em chú ý đây là con nút là FX1, FX2 mute anh em nhé. Anh em ấn vào này. Đấy, thì nó có dấu nhân ở đây, tức là mute này. Nhả ra thì nó sẽ mất mute đúng không ạ? Bên này chúng ta ấn vào, thế là mute. Cái này nó rất là tiện khi anh em muốn, ví dụ như là anh em tất cả anh em để cần echo, cần fader như này, quân alo đi. Đấy, mà anh em muốn tắt hết effect thì anh em chỉ việc ấn đây là tắt hết effect đúng không ạ? Ok chưa? Đấy, nhả ra này. Ok chưa? Muốn dùng mỗi vật đấy thì dùng cái này. Đấy, ấn đây là dùng echo không này. Ok chưa? Ấn echo vào này. Ok chưa? Nhả cái gì vật này. Ok, dùng cả hai này. Ok chưa? Thì đến lúc đấy thì anh em mình không phải kéo cái fader này nữa. Đó, rất là tiện. Này, nó cứ đánh dấu nhân vào đây là mất echo. Đó, ok chưa? Này là mất luôn echo. Đây. 1 2 5 6 7. Ok chưa? Ấn vào đây. 1 2 5. Đó. Đó. Ok chưa? Rất là tiện đúng không ạ? Và tiếp theo là nó có cần EQ ở đây anh em nhé. EQ này nó sẽ có, đây là EQ on anh em nhìn này. EQ on là một là dùng qua EQ, hai là không dùng EQ. Thì ở đây anh em sử dụng EQ đi thì anh em ấn vào. Anh em chỉnh bát chép. Đó anh em nhá, anh em có thể chỉnh bát chép trên cái
Equalizer này nó có các giải từ 63Hz cho đến 15kHz. Anh em muốn tăng bass thì tăng cái giải lên, muốn tăng check thì tăng giải lên hoặc giảm xuống, tùy ý. Con này rất là tiện, có EQ luôn. Đó, và đường đây em đang cắm mic đường AUX1 đây. Anh em nhìn đây, AUX1. Đó, thì anh em có thể là ấn cái đây là main out nhá, quân alo đi, sẽ không có tiếng đâu nhá. Đấy, phải ấn vào thì mới có tiếng. Đó. 1 2. Ok chưa? 6 7. Đó. Đó. 1 1. Đó. 2. Nhả ra không có tiếng luôn anh em nhá. Đó. Ấn vào này. Ok chưa? Ok, thế là anh em hiểu rồi đúng không ạ? Đây là đường FX1, FX2, anh em muốn cho nhiều hay ít là anh em cho như này. Ví dụ ở đây em để cân bằng này. Anh em muốn nhiều FX1 thì có thể tăng lên. Đây là khóa hết này. Đây cho vật này. Đó. Ok chưa? Đấy cho đây là eco này. Ok chưa? Đó, ở đây là hai đường FX luôn. Đó, anh em thấy chưa? Chỉnh được luôn ở đây. Và ở đây có hai đường AUX nhá anh em nhá. Hai đường AUX luôn. Thì hai đường AUX này anh em có thể là căn chỉnh cho nó thích, thì anh em có thể là xuất ra anh em nhé. Xuất nó có AUX sen. À, ở đây nó có AUX sen này, đằng sau này. Nó rất là tiện anh em nhé. Đây là một trong con mixer rất là mạnh, sử dụng 32 bit và 40kHz anh em nhé. Nói chung là một trong những cái con mixer cực kỳ là mạnh, với hai đường effect riêng đặc biệt, đầy đủ effect cho anh em, và có Bluetooth, có USB cho anh em sử dụng rất dễ dàng. Đấy, có equalizer luôn. Đó, thì với bình thường như con này ấy, em cắm qua một con crossover là xuống đẩy luôn. Nhưng ở đây thì em đang đánh trực tiếp xuống đẩy luôn. Đó, rất là đơn giản. Hôm nay giới thiệu với anh em là như vậy, test effect cho anh em cùng tham khảo. Em nhớ nhé, dùng cái cổng nào thì anh em có thể đẩy, ấn cái main mic vào. Đó, đây là em cho nhạc vào đây. Đó, muốn tăng check này. Anh em thấy chưa? Tăng check rất là dễ, giảm check này. Giảm check nó khác ngay tăng bass này. Anh em thấy chưa? Ok. Để cân bằng. Đấy, thì anh em muốn căn chỉnh thì anh em có thể căn chỉnh trên này hoặc là căn chỉnh ngay trên này được anh em nhé. Tăng chỉnh bass check ngay trên cái hai cái nút này được. Đấy, hoặc là trên những fader này thì anh em có thể căn chỉnh được high này, mid này, loud này. Đấy, rất là dễ dàng, lao ở tầm 80Hz cũng có chỉnh được hết anh em nhé. Đó, thì hôm nay giới thiệu với anh em nhanh như vậy. Thì bây giờ em sẽ đóng hàng chuyển cho bác khách cái con mixer này anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, cảm ơn bác khách đã tin tưởng mua hàng với anh em. Chào tất cả các bác nhé.